Quý vị thân mến, cà gai leo là một vị thuốc nam quý được y học cổ truyền ghi nhận về cái tác dụng ổn định về tế bào, về tác dụng ổn định tế bào gan, tăng cường chức năng của gan. Ngày nay thì y học hiện đại đã nghiên cứu chứng minh cà gai leo có những cái hoạt chất quý cho gan. Đặc biệt là vị thuốc này có tác dụng là hỗ trợ điều trị viêm gan B rất hay, là một trong số ít những vị thuốc nam có tác dụng tốt cho bệnh nhân mắc viêm gan B. Cây đặc biệt được chú ý bởi cái hiệu quả của nó trong cái hỗ trợ điều trị viêm gan B, do trong cây có chứa các cái hoạt chất kháng virus viêm gan B rất mạnh. Kinh nghiệm cho thấy thì 6 đến 8 tháng sử dụng nước sắc cây cà gai leo liên tục là bệnh nhân chuyển về âm tính. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì khoảng 20% dân số Việt Nam mắc bệnh viêm gan B, một con số đáng báo động. Việc tìm ra cây cà gai leo có ý nghĩa hết sức to lớn, góp phần hạn chế cái sự lây lan và tốc độ phát triển của căn bệnh này. Hiện nay thì rất nhiều bệnh nhân mắc viêm gan B đã chuyển hẳn sang dùng cà gai leo do cái tính hiệu quả và kinh tế của vị thuốc này. Và bạn cũng có thể dùng cà gai leo khô sắc uống hàng ngày, hoặc là dùng các cái loại thực phẩm chức năng được chiết xuất từ cà gai leo đều được. Và sau đây là một số lưu ý khi mà chúng ta sử dụng cái vị thuốc này. Và chúng ta chú ý là có hai loại cà gai leo, tránh nhầm lẫn khi mà sử dụng cà gai leo hoa trắng dây nhỏ dùng làm thuốc, còn cà gai leo hoa tím dây lớn thì cái loại này ít dùng. Ngoài ra thì cà gai leo thì còn có các cái tên khác là cà gai dây, cà vạnh, cà quýnh, cà lù, gai cườm, cà dây leo. Cà gai leo được phân bố chủ yếu ở các cái tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh miền Trung và một số nơi ở miền Nam. Và chúng ta có thể dùng rễ, cành, lá và quả cà thu hái quanh năm, rửa sạch, thái nhỏ, phơi hay là sấy khô, và vẫn cũng có khi dùng tươi cũng được. Vừa thì cái cách chế biến và thu hái là như thế nào? Thì chúng ta chú ý là cà gai leo mọc tự nhiên ở các cái sườn đồi ven suối, cây phát triển mạnh vào cái khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 11 hàng năm. Cây được thu hái quanh năm để sử dụng làm thuốc, và cây ra hoa vào tháng 8 và cho quả vào tháng 10 hàng năm. Cách đơn giản nhất để chế biến cà gai leo là cắt ngắn và phơi khô, sau đó là xào vàng. Về tính vị thì nước sắc cà gai leo có màu nâu sẫm, vị thơm ngon, uống rất thích, có thể uống thay cho trà hàng ngày. Về cái thành phần hóa học thì rễ cây có chứa tinh bột và nhiều chất hóa học, có khả năng bảo vệ tế bào gan rất tốt, kìm hãm và làm âm tính virus viêm gan, ngăn chặn quá trình xơ gan, dùng điều trị các cái bệnh liên quan đến gan. Về công dụng của cà gai leo thì theo kinh nghiệm dân gian, cà gai leo điều trị các bệnh về gan đặc biệt hiệu quả. Xưa kia chưa có nhiều loại thuốc như bây giờ, khi mà mắc bệnh về gan như là bệnh vàng da, vàng mắt, mụn nhọn, mẩy ngứa, nhân dân thường lấy cây cà gai leo về hãm nước dùng hàng ngày mà điều trị bệnh. Và dưới đây chúng tôi xin thống kê một số tác dụng quý của cà gai leo như sau. Thứ nhất là nước sắc cà gai leo có tác dụng hạ men gan, mở máu, hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan B, kìm hãm sự phát triển của virus viêm gan B và hỗ trợ điều trị bệnh xơ gan, làm giảm các cái triệu chứng của bệnh gan như là đau tức hạ sườn phải, vàng da. Rễ cây dùng làm thuốc điều trị phong thấp, đau nhức răng, chảy máu chân răng, điều trị say rượu, giải rượu. Đối tượng sử dụng là bệnh nhân mắc viêm gan B, bệnh nhân đang điều trị thuốc kháng virus nhưng chưa hiệu quả, người bị men gan cao, mỡ máu, hay là bệnh nhân bị xơ gan, u gan, suy giảm chức năng gan do sử dụng nhiều rượu bia, và người thường xuyên phải tiếp xúc và sử dụng bia rượu. Đấy là cái đối tượng sử dụng. Vậy thì cái cách dùng, liều dùng như thế nào? Thì chúng ta chú ý rằng là ngày dùng 40g hãm nước sôi hoặc là sắc uống, có thể kết hợp với mật nhân và cây xạ đen với liều lượng là cà gai leo khoảng 30g, cây mật nhân 10g, cây xạ đen 30g. Các vị thuốc đem rửa sạch rồi sắc hoặc là hãm với 1,5 lít nước, đun sôi nhỏ lửa và duy trì cái thời gian sôi nhỏ lửa thêm khoảng 10 phút. Chắt nước uống trong ngày nên uống nóng, vị sẽ thơm ngon hơn. Và cái chúng ta chú ý một cái điều
nữa. Đấy là đối với phụ nữ mang thai thì chúng ta không nên dùng cà gai leo cho phụ nữ đang mang thai. Đối với phụ nữ đang cho con bú thì qua thực tế kiểm nghiệm cho thấy thì cà gai leo không có tác dụng phụ đối với phụ nữ đang cho con bú. Do đó mà bệnh nhân có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng cái sản phẩm này. Quý anh chị thân mến, trên đây đấy là một số thông tin và về cà gai leo, tác dụng và cách chữa bệnh của loại cây này. Mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được thật nhiều những cái kiến thức bổ ích. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc thì quý vị có thể để lại lời bình luận bên dưới của video và chúng tôi sẽ phản hồi lại quý anh chị trong cái thời gian sớm nhất. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.